Hello. Xin chào các bạn. Đây là giải cục Rubik giống như triple lock ha, ba cái lock nó song song. Mà trong đó nó trong cái tờ giấy trong cái tab cộng đồng mình để như là các bạn trong Tribizo bạn đặt là Target Block hoặc Offset Block ha. Trip Offset Block. Này vàng. Vàng cam xanh dương ha, đưa góc vàng cam xanh dương xuống. Vàng cam xanh dương. Này. Đẩy ha, đẩy như 3 nhân 3. Đây, đưa cái góc vàng xanh tới, cái cạnh vàng xanh, đây không? Nếu nó úp á, mình lật lên. Ở đây sẽ ép được nè, U nè, R nè, mình lật lên được. Nào mình đưa như này xuống đây. L phẩy U L U L phẩy U L U phẩy L phẩy U phẩy L. À, mình trái hơi khó làm chút xíu. Đây, cái này là đưa lên không, trắng đỏ xanh lá, trắng đỏ xanh lá đây chưa nè, đẩy 3 x 3 bình thường không, đây này đưa xuống đúng không, đúng rồi không, cái này là gì, cỡ cạnh trắng đỏ trắng xanh, trắng xanh đây, nếu úp úp xuống ha, có gì không, r u phẩy r phẩy u phẩy r u phẩy r phẩy u r u r phẩy, ok không, ok không, rồi trên đây nên mình coi không, cái cắt cạnh góc thì nó hơi khó, cái này đứng yên, này đứng yên thì có lợi thế đứng yên không, vàng xanh, vàng xanh đây đúng rồi, ha, mình coi mình lật từng viên, cái này trắng cam ngược này không, trắng cam ngược mình coi như nào ngược mình lật. Cái này xanh cam nằm bên này, dưới này thuận rồi nè, hai dưới này đúng rồi nè, dưới này đúng rồi, dưới này cũng đúng rồi không, lật hai dưới này đưa qua đây, f u r u phải r phải f phải, rồi ok không, bố trí lại. Không phải. Bố trí lại không? R U R phải U R U U R phải. Viên này nằm bên đây nè. Rồi, trải về không? Trải về. Đúng rồi không, trả đi về đây đúng nè, đúng 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 hết nè, các góc đúng hết nè, các cạnh đúng hết rồi, góc góc thì mình cứ làm theo công thức mà của 3 x 3 thôi chứ không gì đặc biệt hết á, mình coi góc nào đúng chưa, cái góc nào đúng không, trắng xanh cam không đúng ha, vàng xanh đỏ không đúng hết, U R U phẩy L phẩy U R phẩy U phẩy L. Đây. Vàng đỏ xanh đúng rồi nè. Này sai nè. Bên đây. Này đúng nè. Hai cái này sai. Khó nhìn nữa không? Này đúng ha. Đưa bên này. U R U phẩy hơi khó nhìn các bạn, đúng ha, đúng ha, ok, cái này đúng ha, ok, đưa lên, nó có ba cái lốc này nhiều khi cũng khó nhìn không, làm cho mình cũng hơi mệt mệt xíu, rồi, ok, nhật xây góc vô, thì các bạn có thể xây hai góc này đúng hoặc hai góc này đúng tùy, thì làm sao có hai góc song song này nó dễ hơn chút xíu, thì thường thường là mình xây theo cái góc là hai góc này còn lại nè, mình xây hai góc này vô, góc này vô rồi không, bây giờ mình xây góc này vô này không, rồi góc này vô không, r u r phẩy u r u u r phẩy
Rồi đi 2. N phẩy U 2 N L U phẩy N phẩy U phẩy N L. N L U 2 N phẩy U phẩy N L U phẩy N L. Ok không? Được rồi. Này chưa được không? Ừ. Chưa được không? Để qua đây làm cái nữa. Đi 2. N L U 2 N L phẩy rồi đi 2 trả này về đúng rồi không, hai cái bài đúng rồi. Mình lựa cái tư thế đẹp đẹp xây cho các bạn thấy, nhìn thấy vấn đề, chứ mà để mình đang đảo quá tùm lum. Bây giờ nó vậy. Giờ mình phải lấy cái này nè, hai góc này bây giờ mình xây vô thì mình đổi cái gì nào qua đây. Thì công thức mình ghi mô tả thì công thức nó xây cũng y vậy thôi. R U R phẩy U phẩy R U R phẩy U phẩy R U R phẩy U phẩy. Ok không, viên này đổ qua đây. Bây giờ hai viên vàng, không thấy hai viên vàng không, nó nằm bên này nè, anh nhảy qua đi. Này mình làm y vậy lại, công thức mình đổi hai cái này. R U R phẩy U R đi 2. Đây mình để ý nè ha, hai cái viên này nè ha. Mình xây nó hay sai lắm, tại nó đúng á, mình xây cái công thức bên đây nó ngược. Ha, mình để ý với hai viên này nè, L U2 L phẩy. Rồi, đi 2. Ok không? Rồi. Mình mới thôi lại. U R U phẩy R phẩy U R U phẩy R phẩy U R U phẩy R phẩy. Sao nó lại ngược nhau đây? Cái này là trắng xanh đỏ. Ok không? Hai viên này nó xây lại. Thì cái thao tác của mình á, nó như tới đây thôi, mình xây tiếp cho nó cũng như đó ha. Các bạn xây lại RU, RU 3 lần thì cái viên này đổ qua đi. Xây hai viên này. Còn này xây một tua nữa không? Rồi, mình xây vô luôn không? Mất công quá ha. Rồi, vậy được rồi ha. Xây lại. Hai viên này đổi viên này qua đây, xây xong trả về, công thức nó dài, lâu quá không xài, nhiều khi làm lộn mất công hư cục tôi bích. Hư cái clip. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Chúc thành công. Bye bye.